Từ lực Bookstar và Đinh Quang Thái trên trọng kiến chào quý khán giả hôm nay là thứ năm 27 tháng 10 năm 2022. Thưa quý vị, trong hai tuần lễ vừa qua thì tình hình thế giới và tình hình từ nước Mỹ có rất nhiều những biến chuyển đã được các hãng thông tấn đưa lên tin tức hàng đầu. Tại Ukraine và liên quan đến nước Nga thì Vladimir Putin ngày hôm qua đã chủ tọa một cái buổi chứng kiến xem quân đội Nga phóng thử một cái đầu đạn hạt nhân Putin ngồi trong văn phòng của mình xem qua màn hình video và vẫn tiếp tục dọa là sẽ dùng vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, thì Hoa Kỳ đã đưa ra một số những cái tình huống giả định nếu mà nga đánh vũ khí hạt nhân thì Hoa Kỳ sẽ đáp ứng như thế nào? Và lúc đó thì tổng tư lệnh tối cao của quân lực Mỹ là Tổng thống Joe Biden sẽ ở đâu, ở một cái khu vực nào để đối phó với cái cuộc chiến tranh mà có thể trở thành để tam thế chiến như vậy? ở Trung Quốc thì tập Cận bình như chúng ta đã biết đã thẳng tay loại trừ những đối thủ trong nội bộ và um, uh, hồ cấm đào cựu chủ tịch nước uh, cựu tổng bí thư đảng cộng sản đã bị lôi cổ ra khỏi phiên họp và sẽ không còn một vai trò nào ở trong đảng cộng sản Trung Quốc cả ở Việt Nam thì Nguyễn Phú Trọng là tổng bí thư đảng sẽ đi qua thăm Trung Quốc vào cuối tháng này chưa biết hai bên tập cận bình và Nguyễn Phú Trọng sẽ bàn với nhau như thế nào trong mối quan hệ mà được gọi là môi hở răng lạnh giữa hai đảng cộng sản với nhau. Tại Hoa Kỳ thì vùng 8 tháng 11 sắp tới là dân chúng Mỹ sẽ đi bầu cử giữa nhiệm kỳ. À, cho tới phút này thì tất cả các hãng thông tấn đưa ra những cái cuộc thăm dò ý kiến đều cho rằng à, đảng cộng hòa sẽ nắm đa số tại hạ viện và có thể nắm đa số tại thượng viện luôn. Và nếu như vậy thì hai năm sắp tới của tổng thống Joe Biden ông sẽ rất khó quyết định về những chính sách của đất nước bởi vì Chắc chắn là đảng Cộng Hòa sẽ ngáng uh, những cái dự án mà ông Joe Biden muốn thực hiện. Nhưng mà hôm nay trong một câu chuyện trong ngày, chúng tôi uh, xin phép được thưa quý khán giả một cái đề tài đó là dân chúng Iran uh, tiếp tục biểu tình chống chính phủ Cộng Hòa Hồi giáo. Uh, đêm hôm qua thứ tư tính theo giờ địa phương tại Iran, hàng chục nghìn người đã đổ xuống đường ở tất cả các thành phố lớn và ngay cả những nơi mà các cuộc biểu tình tưởng rằng đã lắng xuống trong thời gian gần đây. À, các cuộc biểu tình ngày càng leo thang. Tại sao vậy? Bởi vì dân chúng Iran đánh dấu đúng 40 ngày à, một phụ nữ Iran à, người khợt tên là Masa Amini đã bị chết trong khi đang bị cảnh sát giam giữ. Vì cảnh sát cáo buộc người phụ nữ này đã đeo cái khăn trùm đầu không đúng cách. Có một cái đội cảnh sát gọi là cảnh sát đạo đức ở bên Iran đã bắt người phụ nữ này À, những cuộc biểu tình trên toàn quốc là một thách thức nghiêm trọng đối với nước cộng hòa hồi giáo kể từ khi được thành lập cho tới nay. Bản tin của đài BBC London trích lời tổ chức nhân quyền Ireland có trụ sở tại Na Uy cho biết tính cho tới sáng nay đã ít nhất là 234 người biểu tình, trong đó có 29 trẻ em đã bị các lực lượng an ninh của chính phủ giết chết khi mà thẳng tay đàn áp những người biểu tình này. Một đoạn video được đăng trên mạng xã hội cho thấy là các cuộc biểu tình đã lan rộng vào đêm hôm qua là đêm thứ tư. Tại thủ đô Tehran, người dân đốt lửa trên đường phố, trong khi hàng trăm người đi trên một con phố chính và hô vang các khẩu hiệu. trong đó có một khẩu hiệu là kẻ độc tài hãy chết đi. Rõ ràng, khẩu hiệu này nhằm ám chỉ nhà lãnh đạo tối cao của Iran. Tại các thành phố khác, ở phía Tây, ở phía Bắc, cũng chứng kiến cái sự bùng nổ của các cuộc biểu tình bản tin của đài BBC London nói rằng không khí trở nên sôi sục sau khi cảnh sát nổ súng vào người biểu tình ở một thành phố có tên là Sapke. Đây là nơi sinh của cô Masa Amini, người mà đã bị chết ở trong đồn công an. Hàng nghìn người đã tụ tập để đánh dấu 40 ngày cô bị tử vong. Một nhóm nhân quyền và các nhân chứng cho biết cảnh sát đã bắn đạn thật và hơi cay vào đám đông trong thành phố. Không rõ là con số thương vong trong vụ này. À, xảy ra đàn áp đêm hôm qua là bao nhiêu người à, một phụ nữ 27 tuổi tham dự cái đám biểu tình nói với bàn BBC tiếng Iran à, cô nói cả xã hội vô cùng tức giận chúng tôi chịu đựng giới lãnh đạo Iran như thế này là quá đủ rồi chúng tôi muốn có quyền nói không với những người lãnh đạo chúng tôi mệt mỏi vì luôn bị coi là công dân hàng hai bởi vì chúng tôi là phụ nữ trong khi đó thì đàn ông mệt mỏi với cái sự hăm dọa của chế độ này và đây là lần đầu tiên trong lịch sử đất nước chúng tôi, chúng tôi cùng sát cánh với nhau vì một mục tiêu là vì phụ nữ, vì cuộc sống, vì nhân quyền và vì tự do. Các cuộc biểu tình nổ ra lan tràn khắp Iran sau khi cô Amini 22 tuổi đã bị chết ở trong đồn công an ngày 20, ngày 16 tháng 9 vừa qua. Cô bị cái lực lượng cảnh sát đạo đức ở Tehran giam giữ từ 3 ngày trước đó và cô đã bị hôn mê sau khi bị gục xuống tại một trung tâm giam giữ. Bản tin của Đài BBC nói rằng có tin là cảnh sát đã đánh cô bằng dùi cui và đập đầu cô vào một chiếc xe nhưng cảnh sát thì chối bỏ cái tin này. Nói rằng cô bị đau tim cho nên đã dẫn tới tử vong. BBC và các cơ quan báo chí độc lập quốc tế không có cách nào có vào có thể vào trong uh, Iran để mà lấy tin tức cả. Cho nên rất khó khăn cho BBC và những cơ quan truyền thông như là CNN như là MSNBC, như là CBS chẳng hạn, có thể kiểm chứng được mức độ chính xác của tin tức mà do nhà nước Iran đưa ra và các tường thuật khác. Các giới chức trách cũng đã gây gián đoạn nghiêm trọng các mạng internet, khiến cho người biểu tình khó có thể loan truyền những tin tức và hình ảnh lên trên mạng xã hội nhằm mục đích cho thế giới biết. Trong khi đó, thì nhà lãnh đạo tối cao của Iran là <laughs> xin lỗi quý khán giả là giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei đã đổ lỗi cho Mỹ và đổ lỗi cho Do Thái về các cuộc biểu tình trên khắp cả đất nước. Trong một cái bài bình luận thì ông giáo chủ Khamenei nói rằng các cuộc bạo loạn này đó là do kẻ thù không đội trời chung của Iran gây ra và cả các đồng minh của những kẻ thù đó đã sắp đặt để xảy ra những vụ bạo loạn này. Các cuộc biểu tình là một thách thức rất lớn đối với ông giáo chủ Khamenei từ khi ông cầm quyền cho tới giờ. Và hiện nay thì ông kêu gọi lực lượng an ninh là sẵn sàng hơn nữa để có thể dập tắt những cuộc biểu tình. Cái điều đáng chú ý đó là trong những cuộc biểu tình trước kia hiếm thôi chứ không nhiều lắm của người dân Ireland. Thì uh, nam giới dẫn đầu. Nhưng mà lần này thì phụ nữ dẫn đầu các cuộc biểu tình. Bắt đầu bằng đám tang của cô Hamini. Họ đã xé khăn trùm đầu, họ cắt tóc. Đó là một cái biểu hiệu để họ chống lại nhà cầm quyền. Họ hô những khẩu hiệu như là phụ nữ, cuộc sống tự do. Và họ nói rằng cái chết cho kẻ độc tài, tức là ám chỉ giáo chủ Khomeini. Giáo chủ Khomeini là người từ xưa tới giờ, vẫn là có tiếng nói cuối cùng trong tất cả những quyết định của chính phủ. Mặc dù là Ireland có tổng thống, nhưng mà nếu mà ông giáo chủ ông lên tiếng, thì vì tổng thống nó cũng chẳng làm gì được gì cả ông giáo chủ Ayatollah Khamenei khẳng định rằng các cường quốc nước ngoài trong đó có Mỹ, trong đó có Do Thái đã soạn kế hoạch bạo loạn bởi vì Mỹ và các đồng minh của Mỹ không thể dung thứ cho Iran đạt được sức mạnh trên mọi lĩnh vực. Đó là lời của vị giáo chủ. Nhà lãnh đạo tối cao của Iran đổ lỗi cho các cuộc biểu tình và các vấn đề xã hội nội bộ khác là do có sự can thiệp của các thế lực nước ngoài nhưng chưa bao giờ ông đưa ra bất kỳ một bằng chứng nào để mà có thể làm căn bản chứng minh cho những lời tuyên bố của mình. trước những hình ảnh mà cảnh sát bên Iran đàn áp những người biểu tình thì chính phủ của tổng thống Joe Biden nói rằng Mỹ rất là kinh hoàng trước cái phản ứng đầy bạo lực của cảnh sát Iran đối với các cuộc biểu tình. Tổng thống Joe Biden cho biết ông vô cùng lo ngại trước các báo cáo về việc tăng cường đàn áp bạo lực nhắm vào những người biểu tình ôn hòa. Lãnh đạo từ ốc nói: Những người biểu tình tại Iran đang kêu gọi các nguyên tắc công bằng và phổ quát. Và ông nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ ủng hộ phụ nữ Iran và ủng hộ những người đã truyền cảm hứng cho thế giới bằng sự dũng cảm của họ. Chính phủ Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với cảnh sát đạo đức của Iran. Và tổng thống Joe Biden cho biết là ông sẽ tiếp tục áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với những kẻ gây ra bạo lực chống lại những người biểu tình ôn hòa. Trong khi đó thì chính phủ Anh Quốc đã triệu tập đại sứ của Ireland tại London để nhờ cái ông đại sứ này nhắn với lãnh đạo của Ireland rằng thay vì đổ lỗi cho các tác nhân bên ngoài về tình hình bất ổn này thì giới lãnh đạo Ireland nên chịu trách nhiệm về hành động của mình và lắng nghe mối quan tâm của người dân. Thưa quý khán giả, nếu mà chúng ta quan sát các chế độ độc tài, đó, dù là độc tài nhân danh tôn giáo, thí dụ như tại bên A Aren chẳng hạn, hay là độc tài nhân danh một chủ thuyết chính trị như là nhân danh chủ nghĩa Marx, chủ nghĩa Lenin, tư tưởng Mao Trạch Đông và bây giờ là tư tưởng Tập Cận Bình bên Trung Quốc, hay là nhân danh tư tưởng Hồ Chí Minh là của Đảng Cộng sản Việt Nam đó hoặc là những cái chế độ mà nhân danh một cái mô hình tổ chức xã hội, thí dụ như là uh, tổ chức xã hội theo um, gọi là xã hội chủ nghĩa chẳng hạn, thì tất cả mọi chế độ độc tài đó đều có một bản chất giống nhau y hệt, bản chất đó là những kẻ cầm quyền thì muốn cầm quyền suốt đời. Tập cận bình là một thí dụ, uh, Nguyễn Phú Trọng là một thí dụ, Fidel Castro trước kia là một thí dụ, Lenin là một thí dụ, Stalin là một thí dụ. Kim Dũng ổn, Kim Dũng yêu, Kim uh, Kim Nhật Thành của Bắc Hàn là một thí dụ. Tất cả các chế độ độc tài có một bản chất giống nhau là muốn cầm quyền suốt đời. Và bản chất thứ hai là họ sợ người dân có quyền tự do dân chủ. Bởi vì khi mà người dân đã có quyền nói lên tiếng nói của mình một cách tự do, một cách dân chủ thì chắc chắn các chế độ độc tài sẽ tự động tan rã. Như là uh, cố tổng thống của nước tiểu Khắc Uh, sau khi mà đảng cộng sản sụp đổ đó là um, kịch tác gia Václav Havel đã nói một câu như thế này một khi người dân uh, sống trong các chế độ độc tài đó họ có thể được biết về những tin tức ở bên ngoài một cách tự do và họ có một cái đời sống dân chủ đó thì tự động các chế độ độc tài sẽ rã ra như cơm nguội gặp mưa chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai xin quý đồng hương hãy dùng phiếu cho chúng tôi đi tra thu hà nguyễn chức vụ dân biểu tiểu bang đại hạt 70 không phục vụ cho lợi ích đảng phái hay lợi ích cá nhân mục tiêu phục vụ duy nhất của chúng tôi chính là quý vị những cư dân sống trong quận hạt chúng tôi sẽ đấu tranh mang về thật nhiều ngân khoản cần thiết cho các vấn đề sức khỏe, phúc lợi cộng đồng và giáo dục. Chúng tôi đã luôn sát cánh bên cộng đồng trong suốt nhiều năm qua. Lá phiếu của quý vị sẽ giúp cho chúng tôi có cơ hội phục vụ ngày càng tốt hơn. Xin quý đồng hương hãy dùng phiếu cho chúng tôi đi ra thu Hà Nguyễn cho chức vụ dân biểu tiểu bang đề hạt 70. Trân trọng cảm ơn quý đồng hương. Nhà sách tự lực hân hạnh giới thiệu tuyệt phẩm Cung án ngâm khúc của Nguyễn Gia Thiều, bản dịch Anh ngữ do giáo sư Nguyễn Ngọc Bích chuyển dịch cung oán ngâm khúc là bài ca ai oán của người cung nữ có tài sắc lúc đầu được nhà vua yêu chuộng ái ân hết sức nồng nàn thấm thiết nhưng chẳng bao lâu đã bị ruồng bỏ ở trong cung nàng xót thương cho thân phận mình và oán trách nhà vua phụ bạc chơi hoa cho rửa nhụy dần lại thôi cung nữ khát khao muốn đạp tiêu phòng mà ra để trở về với cảnh đời cục mịch nhà quê thuở trước nhưng nàng vẫn tiếp tục bị giam cầm trong cung điện vàng son trong nỗi buồn đau sầu thảm và oán hờn chất chứa cuối cùng nàng vẫn khát khao có lại những cuộc ân ái hiếm hoi khi xưa giọt mưa cửa hạng còn mơ đến rầy vẫn mong chờ được nhà vua đói hoài đến trong nỗi niềm tuyệt vọng Tuyệt phẩm Cung án ngâm khúc của Nguyễn Gia Thiều, bản dịch Anh ngữ do giáo sư Nguyễn Ngọc Bích chuyển dịch, hiện đang được bán tại nhà sách Tự Lực, 14318 Rockcrest Street, thành phố Garden Grove, CA 92843, USA, điện thoại 1